Quay cho quý cô bác anh chị quang cảnh tại nhà vườn cánh bò lúc đóng gói giao hàng vào mỗi buổi sáng nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 nha cô bác anh chị nha. Mến chào cô bác anh chị, hôm nay em định sẽ quay cho quý cô bác anh chị quang cảnh tại nhà vườn cánh bò lúc đóng gói giao hàng vào mỗi buổi sáng nha. Thì hiện tại các cô tại nhà vườn cánh bò bên em đang đóng gói cây để chuẩn bị giao cho khách giao khắp mọi miền đất nước. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 nha cô bác anh chị nha. Cây thực tế tại vườn đây. Quá trình các cô đóng gói đây, đồ được đóng gói rất là kỹ luôn nhá. Bên em phải có đóng như thế này đó. Quang cảnh thực tế nha cô bác anh chị nha. Sau khi mà đóng gói xong á thì các cái kiện hàng sẽ được bọc cẩn thận như thế này này cô bác anh chị. Nó những cái kiện hàng mà nhỏ hơn nó sẽ có là bọc rất là cẩn thận bằng cái bìa cạc tông như thế này. Còn đây là anh kiểm kho đang kiểm tra lại đơn hàng chứng từ để trước khi mà mình giao về tận nơi cho khách nhé. Còn ở bên đây là các anh đang đóng gói những cây lớn nha cô bác anh chị nhé. Đóng mấy cây vũ sữa đang chuẩn bị đóng gói để đi giao cho khách nhé. Cái bầu đã được gói rất là cẩn thận như thế này. Đó. Bên em thì giao hàng về tận nơi trên toàn quốc nên là cô bác anh chị cứ chọn cây thoải mái nha. Nhà vườn cánh vỏ tới hơn 85 loài cây ăn trái cùng với lại 35 cái loài cây hoa cây cảnh trang trí khuôn viên sân vườn. Đó. Đây là cái bầu rễ đã được dâm ủ này, hiện tại là các anh đang chuẩn bị để gói cây nè cô bác anh chị. Đó, rễ thì đã được dâm ủ nó rất là chất lượng luôn. Về trồng là thoải mái yên tâm luôn, không có lo cây héo hay là cây suy nha. Những cây như thế này mình trồng rất là nhanh cho trái thôi. À, cây lớn rồi. Thì cô bác anh chị quan tâm cây cứ liên hệ nhà vườn cảnh vỏ bên em nhé. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.